Chào cả nhà nha. Ở cái bờ kinh, mé kinh ở đây nè. Ngày hôm qua là mấy anh em mình bắt được ba con ngay chỗ gốc đó, với hai con ở mé bờ mé mé cái lộ sau hàng chuối đó. Có nghĩa là tổng cộng hôm qua mình bắt được 5 con chỗ này. Thoát một con bị thoát. Rồi anh Giang anh mới chiều lại, anh mới giăng mấy tay lưới. Thì giờ hiện tại giờ mình đang xuống. Anh Giang anh đi từ sớm rồi, anh Giang với Lít đi từ sớm. Mình xuống trễ do nhà mình xa hơn chỗ này. Nhưng mà mình xuống thì mình nghe Lít kể lại thì giăng lưới dính con. Hai con luôn hả? À, có nghĩa là nó Lít đã quay nằm trong máy mình rồi. Thì mình không có dịp để coi lại nữa, để về nhà mình xem lại. Nhưng mà khúc trước nãy giờ là cả nhà mình xem trước đó. Bữa nay đi bắt rắn khỏe re, đi với lộ lớn không. Coi chừng bữa nay là cái ngày ngày cuối tụi mình đi làm của năm nay luôn nè. Có thể vậy. Thì bữa nay 23 rồi. Chiều nay đưa ông Táo rồi. Ngày mai 24 nhà quét mộ, nhà mấy anh em ai cũng có nhà quét mộ hết. Đi viếng mộ ông bà. Rồi 25 cũng quét mộ. Có bữa 26, 27 thì 28 không nói, 28, 29 cận Tết quá rồi. Chắc nên mình nghỉ. 26, 27 thì 2 ngày đó có thể anh Giang anh thiếu mồi, anh thiếu mồi nhậu. Anh rảnh rảnh anh đi thì anh hú mình chạy theo. Xuyên đi còn không xuyên chắc nghỉ quá, năm có 1 lần mà. Nghỉ nhà chơi với con cái thì thăm ông bà rồi. Nhất nhị thành thần vĩnh mãn danh tam thập lục tế bát đại chân minh bèn. Cái hang ở đây này nó đóng nhọn ra. Cực kỳ. Dân ca là dấu cực kỳ. Lụm là lít đây, ngành lụm lít đây. Anh nói dấu cực kỳ là anh dấu nên anh biết là chắc chắn anh sẽ cực á. Bắt không được thì kỳ. Bắt không được thì kỳ. Kỳ người ta. Xuống liếc quay em hả, xuống dưới á. Hai này có ok giống giống nãy không liếc. Nó giống nãy hơn thành liếc rồi, thành liếc rồi hả. Mà nhiều khi có thiệt á, nhưng mình đào mình bắt không được nó. Kiểu như hôm xảy con rắn lớn á. Cái hàng đẹp quá mà. Cửa hàng này. Chỗ đây. Đạp bằng hết á, con gì phải được đen dọn cái quả nè.
Kìa. Cùng luôn hả? Thấy không? Mày đón chính xác không? Cực kỳ. Đó. Cái nghĩa của cái từ cực kỳ của anh Giang đó. Cực quá cực luôn mà bắt không được, kỳ. Kỳ ta. Cái hàng rồi dấu ngon ghê luôn, dấu đã. Không có con rắn. Hàng này có cực kỳ nữa không? Đây nè, anh Giang phát hiện cái lỗ dùi chỗ này nè, anh lắp rồi đây. Bên đây cũng có nè. Ngách ra, ngách vô. Đây nè. Đạn, ngách, đạn đây. Nhét đạp đạp lâu lại nước rồi. Thôi ôi, ôi ôi, cái dấu dùi nè. Thắng nó quần cái chứ, con hát nha, con này đó nha. Láng, thiệt láng luôn. Cực kỳ. Cực, cực thôi, cực, hàng cực. Cái cảm giác nhìn nha, nó lụm chùm đâu dưới. Hồi hộp, hồi hộp. Cái khu vực này, mấy kinh này mình xảy, hôm qua mình xảy con rắn nè. Cảm giác như nó lo lo, nó tuôn ra không à. Cây dài dài đó coi nghe lụm chùm với ruộng rồi nè, quẹo vô đói nghe. Đây, đó. Đây đây cái đuôi này, đuôi này, thấy đuôi này. Con này thì khỏi lo, khỏi lo nó chạy ra ruộng. Cực kỳ thiệt rồi. Cực chứ không có kỳ. Thấy đuôi này. Thì con này cũng được á. Bự không? Đây, bự. Bự đó. Ngồng lên. Đây. Cái kia chọc lát lên nha. Đất đây qua này mưa mềm ha. Nước nước thì rút. Dùi đi, bởi vì hoa hành khó bắt cực kỳ. Con này thì dễ rồi. Từ từ anh.
qua nữa đó. Coi, có ra là lõm ấy. Đem cầm đuôi ra, đem cầm đuôi ra. Đào không cầm đuôi ra. Anh hết đi được rồi. Con này chắc được ký á, khả năng hơn luôn á. Đã quá bự á. Ra nè, ra nè. Đẹp đẹp, ôi đẹp. Quá đẹp luôn. Ôi mặt trăng đẹp thiệt. Ở chạy em chạy. Ừ, nó đứng sao? Từ. Kì kìa kìa. Hết chạy nha. Này hết chạy nha. Chăm chắc kỹ. Đã quá, rắn độc, con này rắn độc nè. Phải con nó quằn không? Em thấy đâu đổ vô cũng trọng nó phải đất nước này dòm không được bên đó đó anh Giang đào cái hàng cực kỳ đó, qua đây thì cái hàng cực chứ không có kỳ. Rồi con này đúng ký luôn, ký ký mốt, ký mốt thì từ bao ra anh kèm kèm ký. Bữa nay có nhiều quá không ta? Sáng quay nhiều lắm hả Lít? Đủ Lít luôn á. Quay hôm qua với sáng này nữa nè. Quay à, qua đi quay luôn, đi giăng lưới luôn hả? Ừ. Vậy mình có nơi mình chia hai không? Mình thích chia hai cũng được. Chắc chia hai quá. Để dành Tết cho cả nhà mình xem. Bắt thêm con nữa đi chia ba luôn nha. Cái lát mình xuống chút dưới mình nè. Bắt con cái chia bốn luôn đó. Đó, cái phần đó. Phần rắn. Rồi, giờ chia ba được rồi. Hai ngách, ngách ra ngách vô, đào ngách nào thước. Hey. Vậy là cực chứ không phải kỳ nữa phải không? Ê, ê, mừng lành rồi. Hai con luôn bạn ơi. Ai, hai cái đuôi hai nữa cái rồi. Đuôi luôn. Hai cái đuôi bự á. Đứng à. Dòm ra. Bữa nay không thể nào xảy được. Ê, ê, nó vùi lên. Ê, bự quá vậy? Bự mà. Trời ơi, nó bự kìa. Một ký mấy luôn. Ký rưỡi anh Giang. Sao bự vậy hả? Hèn chi. Ôi, ôi, cái lỗ vùi qua nó bự vậy đi mà. Thôi, cầm luôn đi. Bự quá bự. Trời. Hai con luôn. Ôi, con này cũng không vừa luôn. Trứng. Trứng. Hai. Thì cha thì để đó đi hỏi tao cái con nào ký hai anh Giang. Keo khô được không? Này nè. Còn con nhỏ này nó dứt con rắn nước hả? Ừ. Rồi nó dứt nguyên con rắn nước à. Bỏ vô cái tủ lạnh đi. Bỏ tủ lạnh hả? Rồi. Thì bỏ cái căn. Con này là con kỷ lục rồi nè, chắc chắn luôn. Qua đâu. Bây giờ con căng con bự đó trước rồi. Ừ. Qua đâu qua cái giải nó cỡ này nè, quần 2 ngày mới bắt được nó nè, con này nè.
con rắn hổ hành cực kỳ khủng, lần đầu tiên mình bắt luôn nè, phá kỷ lục rồi, kỷ lục luôn, chắc chắn luôn. Mình xin lỗi cả nhà nha, nó bị ngắt đoạn thường xuyên quá. Tại cái máy này nãy giờ nó quay nhiều quá rồi, bên kia nó quay một cái hang hổ sáp, phê thiệt chứ, nó rất là lâu, tới mười mấy phút. Qua đây thêm cái hang hổ hành nữa thì nó nóng, nó cứ tắt liên tục à. Bây giờ mình cân trước cái con hổ hành bự nhất này trước. Hôm qua nay xảy gần 2 ngày mới bắt được nó nè, giăng lưới luôn cũng có bắt không được nó. Cái này nó guộng lưới anh giăng đi tuốt. Bảy cái rưỡi. Trời ơi. Kỷ lục rồi giăng ơi. Một cái rưỡi cái bao lưới này đâu có bao nhiêu đâu. Lưới này nó nhẹ xèo à, bao lưới. Trời ơi, nó 1,4 mấy luôn. Khủng hoảng con hổ hành. Nó bò lên là em thấy nó khủng rồi, quá bự luôn. Cái đuôi là biết nó bự rồi. Còn con này thì chắc 700 gram. 7 gram. 7 gram. Rồi bây giờ bỏ. Con này con cái. Em bây giờ anh bỏ cái con này vô cái bao lưới hồi sáng đi. Em cân riêng con này đi. Nè, thì dẫn vô cái đó là sợ nó chặt quá con này nó chết. Đâu quá. Mai lên anh Hùng còn nổi không? Ở vậy chảy máu rồi ta. Nói hay vậy? Ừ, anh nặng nó tét ruột rồi đó. Đấy, nó, có dây nè, chẳng ra. Tự dây bạn. Dây cái dây nè. Nè. Thủ đồ nghề hết à. Luôn bao lưới nãy còn đầu 1,5 kg. Rồi, giờ lên con nhỏ nè. 2,1 kg. 2,1 kg. 6 gram. 650 gram. Mà anh nhúng nước. Nhúng nước lên chị. Nhúng nước còn 600 gram. Con nhỏ 600 gram. Con lớn 1,5 kg. Kỷ lực rồi. Cao luôn. Kỷ lực hổ hành. Kỷ lực con hổ hành lần đầu tiên. Trong 3 năm nay mình đi chưa có lần nào mà bắt được con hổ hành cỡ này. 1,4 kg. Anh Giang lần ở cái nếu mà con hổ hành này nó sống bao năm rồi anh Giang? Khúc cài à? Khó tính à? Cài là nó ngớt hay sao? Tại vì của 1-2 năm trước gì á, cái bờ kênh bên đây nè, anh Giang có quần anh kiếm một lần cũng có phát hiện con dấu con rắn hổ hành lớn, bắt không được. Thì bây giờ thì bắt được nó bên đây, có thể là nó đó. Bỏ số nét ở vô trong nét làm cặp vậy nữa thôi ha. Con này phải lên ký 6 đi. Mà cũng có khả năng nó qua sát bên đây mà bắt ngay lùm chuối nè. Ê cái nữa ra dân ca. Ê. Giờ đâu có cực kỳ nữa. Ê. Thấy hai cái đùi. Ê. Đây chỗ của nhà du lịch nằm đây. Nhà du lịch nằm có chút xíu vậy đó. Còn mình đào thì đào mấy cái hang sảy nó ở mé trên cây đứng cá đó chút. Sáng giờ anh Giang anh đi sáng sớm lận, anh ra được 2 tập video lận cho nên mệt đuối, đi con mình mà
nên thôi giờ anh em mình chắc về sớm quá, về sớm nghỉ Tết sớm, ngày mai đi ăn tiệc rồi. Có thể hôm 6 tụi mình mới gặp lại, hoặc có thể không, hôm 6 âm lịch á. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại năm sau. Happy New Year. Tạm biệt cả nhà. Nhân dịp năm mới cũng chúc cả nhà sức khỏe nha, đặng năm sau ủng hộ tụi mình tiếp. Một một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, mà quan trọng phải giữ gìn sức khỏe, nhậu ít thôi, đừng có nhậu nhiều. Đồ 10 lon, 8 lon đồ 10 lon, 9 lon rưỡi. Cứ làm mình làm theo lời bác sĩ đi, chạy đi bác cái bác sĩ kêu đi, cứ rượu, cứ bia đó cứ làm theo bác sĩ à. Công nhận mấy tay đó cũng phải nghĩ ra cái câu đó ha. Đưa thì cứ rượu cũng bia. Năn nỉ bác sĩ nó cho tôi hai cữ rượu đi chứ bia tiền đâu uống. Bây giờ mày đi khám bệnh sao mày giờ mày nhậu? Tôi dặn con cữ rượu, rồi lát con làm thêm cữ bia nữa. Sáng cô làm cữ rượu rồi, treo tới cữ bia. Tạm biệt cả nhà lần nữa nha. Cuối năm muốn tạm biệt, muốn nói chuyện hoài luôn mà không được. Tạm biệt cả nhà cái nữa đi. Tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà năm mới được nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà. Má đâu làm chi em ơi. Càng lớn lên nha ca. Má lái xanh rồi cũng xa cành. Cỡ ra nhỏ xíu vậy. Tình chia cách nhau. Thử lên. Mua lum lớn lên nè. Giờ hết da rồi đó. Hết da luôn. Không lớn nổi. Mất tiêu luôn, để dặn cái mất tiêu luôn. Dặn quá dặn nó liệt luôn hả?